Chiếc Ranger trong vi có khởi đầu là phiên bản Super Cup thế hệ thứ ba, nhưng nay đã được hãng độ giờ Z Fabrication có trụ sở tại California, Mỹ biến thành Ranger Luxury pre một quái thú off-road có khả năng vận hành đỉnh cao nhất có thể. Kênh YouTube Autotopia mới đây đã có dịp tiếp cận với dự án Ranger Luxury pre qua đó cho ta thấy được trải nghiệm khác lạ, hay chính xác hơn là độc nhất mà một chiếc Ranger độ có thể đem lại. Toàn bộ ngoại thất Ranger đã được làm lại từ đầu tới đuôi, khiến ta không thể nhận ra bên dưới bộ khung đổ sộ là chiếc bán tải best seller tại nhiều khu vực. Đầu xe mang dáng dấp Raptor nhiều hơn là Ranger thường, trong khi hàng loạt các chi tiết cơ khí được phơi bày ra không hề giấu giếm, cho thấy yếu tố thẩm mỹ trên xe là phụ, khả năng vận hành không giới hạn mới là ưu tiên hàng đầu. Giảm sóc khổng lồ tới từ Fox với khả năng kéo giãn 20 inch trước và 28 inch sau mang lại khả năng bay nhảy khó bì cho chiếc bán tải kết hợp với đó là dàn đèn gắn trần và bộ khung bảo vệ hoàn toàn mới được lắp thêm. Nội thất xe sang trọng bất ngờ với kết cấu da bọc, được chính nhà sáng lập The G Fabrication là Rob Lindsay thiết kế. Thời gian hoàn thiện dự án Forranger độ này lên tới 4 năm rưỡi, trong đó mảng khó nhất có thể nói là công đoạn cấy ghép, động cơ Chevrolet 680 mã lực sang chiếc bán tải Ford. Số tiền mà họ phải bỏ ra cũng lên tới 350.000 USD trong suốt quãng thời gian trên.